tập của CIS Law Firm. Hôm nay là ngày hoàn thành 3 tháng thực tập của mình tại công ty. Câu duyên của mình đến với công ty CIS Law Firm đó là trong một dịp tình cờ thì mình có lướt Facebook và thấy thông tin tuyển dụng thực tập sinh, và mình có vô trang web của công ty là cis.vn. Thì ở trang web này thì có nhiều mảng mà mình khá là quan tâm, như là sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, đầu tư, làng nghề APEC. Và mình có lên trang Facebook thì thấy trang của công ty viết nhiều bài viết rất là hay, rất là bổ ích, nên là mình đã quyết định apply vào công ty. Mình tên là Dương Thanh Bão, sinh viên thực tập tại CIS Law Firm. Tại đây thì trong những tuần đầu tiên mình đã được nghiên cứu về những cái hoạt động của công ty, và sau đó là nghiên cứu về những cái hồ sơ liên quan đến đăng ký kinh doanh, đăng ký nhãn hiệu hay là đăng ký kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan. Và mình cũng đã được tiếp cận về những cái vụ việc mà liên quan đến điều kiện đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hay là những cái điều kiện để có thể đăng ký nhãn hiệu, vân vân. Và mình cũng đã được tham dự vào những cái buổi training liên quan đến sở trí tuệ, ví dụ như vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, và tham dự các triển lãm quốc tế, ví dụ như triển lãm về nhượng quyền bán lẻ và triển lãm về thức ăn chăn nuôi. Trong đợt thực tập này thì anh đánh giá rằng các bạn có một cái tinh thần chịu học hỏi và chịu lắng nghe. Cũng như là làm trong cái công việc được giao thì các bạn đã thực hiện khá tốt. Ngoài ra thì vẫn còn một số điểm cái bạn cần phải cải thiện hơn, ví dụ như là về cái khả năng gọi là giao tiếp, khả năng gọi là tự tìm hiểu những cái vấn đề mà cần thiết trong công việc để mà chủ động hỏi các anh chị luật sư, các anh chị hướng dẫn cho mình. Một phần nữa thì vì các bạn cũng có một số những cái lịch học, lịch làm việc riêng của mình, cho nên là vẫn chưa có đủ thời gian để mà công ty giao cho các bạn những cái công việc nó chuyên sâu hơn, nó rộng hơn. Mình là Trần Thị Diễm Trang, là sinh viên năm tư khoa luật dân sự của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 3 tháng thực tập tại CIS Law Firm, mình rất yêu môi trường làm việc và con người nơi đây. Mình yêu công ty bởi vì không chỉ các anh chị đã chỉ bảo công việc rất tận tình cho sinh viên, giúp mình trau dồi kiến thức và rèn luyện kỹ năng, đồng thời rút được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm việc sau này của mình. Mình yêu công ty không chỉ ở cách làm việc chuyên nghiệp trong công việc, mà còn bởi các anh chị vô cùng thân thiện, hòa nhã và vui vẻ với sinh viên, tạo cho mình một sự cởi mở và thoải mái khi tiếp xúc với môi trường mới. Cảm ơn công ty trong thời gian qua đã hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều cho chúng em trong quá trình thực tập. Chúc công ty ngày càng phát triển và là nơi thực tập đáng tin cậy cho sinh viên luật. CIS Law Firm là một công ty chuyên về lĩnh vực sở hữu trí tuệ và lĩnh vực doanh nghiệp đầu tư. Nếu có hứng thú về những lĩnh vực luật như trên thì các bạn có thể apply vào những đợt thực tập tiếp theo của công ty. CIS xin trân trọng cảm ơn các bạn đã tin tưởng và chọn công ty luật CIS.